Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô vào một bát thanh long nha. Nhầm đấy, bát dưa hấu. Bát dưa hấu với thanh long mình không biết đâu. Cái này hình như là dưa hấu nha. Có thể mọi người ra mọi người mình sẽ có một bức trình nhé. Cái số nhỉ? Ô, hôm qua lại ừ. Đêm qua nhắn lần nữa nó mới gửi. Đấy. Ok nha mọi người. Check cái đồ mình từng mua ở TikTok để đâu nhỉ? TikTok shop ấy. Không rõ nữa. Thì vào lịch sử mua hàng ấy. Đây vấn đề là không tìm được lịch sử mua hàng nó nằm ở đâu còn cái này. Vào trong ngành nhân lấn vào cái đơn hàng của bạn. Đơn hàng của bạn nó ra đơn hàng này, xem xét này. Xong rồi nó chả có đơn nào. Đã vận cái phần đơn hàng ấy. Đã vận chuyển không có luôn. Có đơn hàng ở đây đây này. Cần đánh giá này. Ở đây rồi, thấy đây rồi. Đó. Đấy, đi đôi này rồi nên mới kia. Ok nha, mọi người tối đi ạ. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Còn đây.
Mọi người tô đi ạ. Ok nha mọi người. Alo ạ. Anh gửi vô sảnh tòa gôn giúp em nha. 2805. Dạ vâng. À thôi, để em xuống em lấy. Alo. Ok nha mọi người. Mọi người tôi đi ạ, mình sẽ hoàn thành bức tranh này nhanh nhất để cho mọi người xem nha. Ok. Ê, mà giờ đi giày hay gì? Ok nha mọi người. Một giờ mà ra sân bóng xa phết nhỉ. Anh Long về quê rồi ạ. Hôm nay em mơ thấy có ba người lạ mặt ở đây. Em ở đây xong rồi thấy có ba người lạ mặt. Thế là em ok nha mọi người. Em tưởng là anh sắp với cả. Tối nay em thấy xong rồi, nhưng mà hỏi không ai trả lời. Nhưng mà không nhìn thấy mặt. Chỉ là một người tám người một đen thôi. Thế xong rồi em hoảng quá em chạy vào phòng okay, gọi anh nha. Dậy. Anh sẽ bảo thôi không dậy đâu. Nhưng mà anh đứng dậy. Anh đứng ra ngoài chắc chẳng thấy ba người đấy nữa. Lần nào nằm ở ghế này cũng mơ sáng nhá. Chưa nào cũng mơ. Hôm qua cũng mơ anh ạ. Ok nha mọi người tốt đi ạ. Hôm qua em ngủ đây em mơ, em cũng mơ. Anh có mơ không? Không. Anh có mơ như vậy không anh sắp? Có buổi trưa chẳng hiểu sao lần nào em ngủ ở đây em cũng mơ. Lần nào ngủ ngoài ghế cũng mơ hết. Không một lần nào ngủ mà không mơ. Thế nè, em hay nằm ghế ngủ. Ok mọi người tốt đi ạ. Cả này đau quá, ra ghế nằm. Xong mơ sợ lắm, mơ gì nữa ấy. Hôm qua chị Mai gọi thì dậy. Hôm nay Mai có trường, tối nay gọi tỉnh. Dậy xong mệt, người mệt lắm. Tối em có bị khó ngủ không? Có ạ. Có, tối em có bị khó ngủ. Xong rồi nếu mà mình đang ngủ mà chúng ta tỉnh giấc mà em lại khó ngủ lại đúng không? Vâng, đang nằm ghế, em đang vào ngủ sâu rồi tự dưng nó bị tỉnh ấy. Nhưng mà không mở mắt đâu, kiểu ok nha mọi người. Kiểu ngủ lúc nào cảm giác mơ hồ ấy gì? Đúng rồi, kiểu không phải hẳn, không phải ngủ hẳn mà ngủ sâu thì không ngủ. Không phải sâu mà, nghĩa là em ngủ nhưng mà có người đi vào thì em biết hết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà gì đấy? Dạng bóng đè. Ôi, bè rồi, mình đố lắm không ngủ. Xưa anh cũng bị như thế. Nhưng mình thì tầm 1 tháng. Mọi người tơ đi ạ. Bóng đè không phải bóng đè đâu, bị đố lắm giấc ngủ. Buổi đêm em về nhà em cũng khó ngủ. Nhưng mà anh bị kiểu đang nằm ngủ, kiểu đang chìm sâu rồi tự dưng. Nhưng tự nhiên là tỉnh lại đi. Nhưng mà không mở mắt. Ừ. Tỉnh tỉnh mà không mở mắt. Mắt thôi. Cô yên tâm nhỏ phát là tỉnh luôn. Sao hai chân anh quý đều lên đều buổi trưa nhá, đang ngủ rồi ạ. Ok nha mọi người. Trong mấy ông uống thuốc không? Không. Trước anh bị kìa như thế. Anh
đi khám, uống thuốc một tháng. Mệt lắm. Em nhờ anh đi rồi. Em chưa đến nhà, và do anh vẫn chịu được. Bị lâu rồi. Em mới đi cách đây tuần, hai tuần. Một tháng là xem mỗi người ta có thiếu ngủ gì. Thái bảo thức đêm chơi game lắm vào. Và video của mình đến đây kết thúc nha. Mình sẽ đánh dấu ở trước nhé. Không phải thức game chơi game, tại tôi có chơi đâu, tôi lâu lắm rồi. Từ tháng rồi tôi chơi game rồi. Mệt nhưng mà không ngủ được. Và video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, ký kênh của mình nha. Bye bye.